ổng là chỗ làm khang khai là cái chỗ là đi đi mua mua đồ rồi mua cơm đi dạo đi dạo mua cơm không được là mấy nó làm thì đó về mới gặp được khang hạnh là sử dụng cái ma túy xong rồi mới đi mua cơm đi câu à trong có ba người đánh khoảng là mua ba cơm dạ. Dạ lúc đó rồi thấy có lụi như bé tí đang vượt qua cái quần áo thì rồi bé tí bị đánh đó rồi trong khi đó cơm đi dạo thì dạo là mua không được là mấy nó làm thì đó về mới gặp được khách là sử dụng các ma túy xong rồi mới đi mua cơm đi câu à trong có ba người đánh khoảng là mua ba cơm dạ giờ lúc đó rồi thấy có lụi như bé tí đang vượt qua cái quần áo thì rồi bé tí bị đánh đó rồi trong khi đó